tiền mình đâu mà tiền tiền rồi. Cảm ơn tạm biệt hôm nay là bao nhiêu nào? À đây đóng ngay để thu đi. Có những gì nào? Có những gì nào? Có bố lên này, có bà lông sáo và có rất là nhiều để kèm rồi đấy. Ủa, chúng quên đâu rồi? Chúng quên đi chung vào chi ăn đó mà. Các bạn ơi, các bạn có thấy chúng quên ở đâu không? Có thấy không? À, vậy thì bây giờ các bạn hãy giúp chi ăn ngồi chúng quên ra đi. Tại vì Ngọc Hoàng đã giao cho chi ăn và chúng quên một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nếu mà không thực hiện thì sẽ bị phạt rất là nặng đấy. À, chúng ta cùng nhau gọi chủ quê đây đi nào. Gọi to lên nào nào. Chủ quê ơi. Chủ quê. Ai ngồi đâu rồi vậy? À, chủ quê. À, chị ơi. À, lại giờ đi chúng mà đi ăn cơm á. Sáng nay điện trời đấy. Quê quên nhiệm vụ của hai chị em đi ra xuống đấy đã làm kia đấy à? Quê này hai quê quá. Nhiệm vụ của hai chị em đi ra xuống đấy tham gia chương trình vui hồi trăng tâm với các bạn nhỏ của khu phố 2 thôn 3 thị xã Quảng Trị đấy. À đúng rồi, ngủ nhiều quá nên em quên mất. Xin lỗi chị em nhé. Thôi trễ rồi, chúng ta bắt đầu vào chương trình ngay thôi. Chương trình ngày hôm nay chủ quê. Chị Hằng xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh. Chúc tất cả quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Mùa trung thu.